Lòng thành kính làm lễ Đức Ba Cô Ba Đo Ngài Đại Bậc Ca Răng cao thượng được chân vệ trên biên trì do Ngài Tử Ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Ba Cô Ba Đo Ngài Đại Bậc Ca Răng cao thượng được chân vệ trên biên trì do Ngài Tử Ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Ba Cô Ba Đo Ngài Là Bậc Ca Răng cao thượng được chân quả trên biên tri do Ngài Tử Ngộ không thầy chế giải. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Ba Cô Ba Đo Ngài Là Bậc Ca Răng cao thượng được chân quả trên biên tri do Ngài Tử Ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Đà Qua đó Ngài là Bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh viên tri do Ngài Tử Ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Pha Ra Hoa đó Ngài là Bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh viên tri do Ngài Tử Ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Phép quy tam bảo tròn đổi chỉ có bấy nhiêu. Dạ xin vâng. Con xin vâng giữ đều học là quy tranh xa sở sát sanh. Con xin vâng giữ đều học là quy tranh xa sở sát sanh. Con xin vâng giữ đều học là quy tranh xa sở trộm cắp. Con xin vâng giữ đều học là quy tranh xa sở trộm cắp. Con xin vâng giữ đều học là quy tranh xa sở tà dâm. Con xin vâng giữ đều học là quy tranh xa sở tà dâm. Con xin vâng giữ đều học là quy tranh xa sở thông dâm. Con xin vâng giữ đều học là quy tranh xa sở thông dâm. Con xin vâng giữ đều học là quy tranh xa sở nói dối. Con xin vâng giữ đều học
Con xin vâng dở đạo Phật là quy tâm xa sở dễ dưỡng rỗ và các chất sai. Con xin vâng dở điều Phật là quy tâm xa sở dễ dưỡng rỗ và các chất sai. Con xin vâng dở đạo Phật là quy tâm xa sở ăn sai dạ. Con xin vâng dở điều Phật là quy tâm xa sở ăn sai dạ. Con xin vâng dở đạo Phật là quy tâm xa sở mơ ác thói quen đần xem ác nghe đần quen. Trang điểm thọ vật thòm dội phân và đeo trang ba. Con xin vâng giữ điều học là quy tâm xa sự mua hát thói kèm đờn xem mua hát nghe đờn kèm trang điểm thọ vật thơm dội phân và đeo trang ba. Con xin vâng giữ đạo học là quy tâm xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Con xin vâng giữ điều học là quy tâm xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Chúng con xin thọ trì bát quan trai giới trọn đủ tam điều của Đức Phật đã giao truyền, hầu để con giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ nghiệp bàn trong ngày bi lai. Chú thường tin nên thở trầy bác quan trải dây sẽ được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay không nên dễ vui. Dạ xin vâng. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dư dơi. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ dư dơi. Các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dư dơi. Bởi các kỳ này chư thiện tin về đang thở trầy giới luật sẽ được trong sạch không nên đã lâm nhờ. Sa thu lòng thay. Phạm thiên vẫn ngắm mà ngồi khẩn khoản. Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết lòng mở đạo dài đời. Nhắm vườn lọc giá ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm mà thầy thân giữ pháp từ, đó là nhớ mà kiều trân như được nên hương vị hữu dư biết bàn, rồi từ đó mở nang giao pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích ta hằng còn lâu năm. Cả tam giới thượng phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích rõ ràng, thánh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh đã ngồi khắp chúng ni, tôi mê cầu đẳng trí trí vẹn toàn. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Imaya Dhamma Nu Dhamma Padipatiya Buddhang Pojemi. Himaya Dhamma Nu Dhamma Padipatiya Dhammang Pojemi. Himaya Dhamma Nu Dhamma Padipatiya Sangkhang Pojemi. Con đã mất lòng thành kính lâm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chân quả chân biên tri do Ngài tự ngộ không thể chế giải. Con xin cúng dường Phật báo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường pháp bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường
nguyện hoàn ân tam bảo hóa trì quý vị hành giả được sự an vui, tinh tấn thuần mau giải thoát sợ đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thương lành thai. Sau khi tuyên bố cách ly không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành, không nói dối, không nói lời đâm thập, không nói lời độc ác, không nói lời vô ích. Đây là phương pháp cách ly mà Đức Phật dạy con người có niềm tin với sự thật. Thân không làm ác, lời nói không làm ác. Phương pháp cách ly để trị bệnh thần. Thô thần làm ác, lại nói ác, ngăn ngừa còn sinh vân dự đều là quy tranh xa. Cứ nghĩa quy tranh xa này gọi là cách ly. Phần tiếng tới gọi là xá ly. Khi nói xá ly liên quan với tinh thần tâm, thế được một cái dài. Làm sao có một cái sức mạnh để xá ly mà hết không còn cái gì. Ý nói là tâm, trao dồi tâm cho được trong sạch. Bằng cách nào? Bằng cách xá ly. Mà muốn trao dồi tâm được trong sạch, Đức Phật dạy không làm ác. Thần lại nói nguyện làm những việc lành tác ý trong ngày hôm nay, công dưỡng hay lẽ tam hợp liên quan với lịch sử của đấng giác ngộ bằng cách hành đạo, cúng dường ngài, cúng dường bằng tâm trong sạch. Khi trao dồi được tâm trong sạch rồi, mà tâm trong sạch phải là xá ly. Thì khi xá ly trong sạch, bắt đầu tiếp tục cúng dường Đức Phật. Làm được như vậy, làm sao được xa ly? Phải có sức mạnh của tinh thần, của tâm. Thì Đức Thế Tôn đã chỉ rõ sức mạnh của tinh thần. Và ta đang tu tập bây giờ, và bây giờ sức mạnh của tinh thần là gì? Niềm tin. Niềm tin như gì? Niềm tin như một phương pháp xá ly. Xá ly để cho tâm trong sạch, cái tâm một sức mạnh. Vậy nếu mà niềm tin như vậy, tin ai? Tin ta, tin tâm. Vậy tâm có sức mạnh không? Có niềm tin mạnh không? Mà nếu không có niềm tin làm sao xá ly được? Đang xá ly, đó gọi là niềm tin. Tại sao biết cách xá ly? Về một vị lương y, ngài giải như vậy, Đức Phật hiểu đại trị bệnh tâm, ngài chỉ rõ con đường, ngài đã đi rồi, đi con đường đó. Sư cô tô cứ đi như vậy tới rồi trở về chạy biết bao nhiêu những người có niềm tin với ngài, thầy đi đúng con đường đó, thầy nó sẽ tới gì, tới chỗ mà ngài đã tới. Thầy đó là sức mạnh của niềm tin, trả lại niềm tin. Nếu quý vị không niềm tin, quý vị không bao giờ giữ được giới. Thế sao giữ được giới? Con sinh văn giữ đều học là quý rất xa. Tác ý, nếu tác ý là nghiệp rồi mà không có niềm tin, làm sao quý vị giữ giới? Đây là sức mạnh của niềm tin. Và khi sức mạnh của niềm tin đầy đủ rồi, chúng ta tiến tới Đức Phật là gì? Có tới năm sức mạnh. Sức mạnh của niềm tin,
và sức mạnh của sự nỗ lực đi, đang đi, đang được đi, và bước tới cho ai đi tâm, biết cách hướng tâm, trở về với hiện tại, quá khứ, một siêu vi trầm, tương lai, một siêu mục tưởng tượng sao làm, không quá khứ, không tương lai, bây giờ. Đức Phật dạy là sống, sống phải bây giờ, sống phải biết, và biết bây giờ, biết gì? Biết đang sống, tâm ở trong đâu, tâm hay biết gì? Tâm biết thân, thân là gì? Vì biết, này, thân đi, thân đứng, thân nằm, thân ngồi, rồi tiểu bay nghi, đại bay nghi, rồi tâm ở đâu? Tâm ở trong thân, hay biết rồi, từ đại bay nghi, tiểu bay nghi, tìm thấy đang sống với các pháp hữu vi được Phật dạy, sống với vật thực rồi, thân, rồi bỏ thân rồi, giờ sống với tinh thần, sống với các pháp hữu vi. Các pháp hữu vi này, nó có trạng thái sanh rồi, diệt, sanh rồi diệt là thường. Và nếu thấy sanh diệt, cái đó sanh diệt ai thấy kìa, mắt này thấy, một con người nào thấy, nó tìm tìm ra, ôi, dự giới, Đức Phật dạy, phải hướng tâm trở về hiện tại, hướng tâm là một tâm sở, chánh tình ta một sở, nó Đức Phật là niệm, 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 đừng quên con, đừng quên, quên là chết, không quên là sống tỉnh, nó tới, nó đi, đây, các pháp hữu vi thật không bình vững, pháp có tánh sanh diệt là thường, vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, vì vậy cơ sở đã khổ. Chỉ có niết bàn là pháp tịch diệt, dứt cả pháp hữu vi được, mới có sự an vui tuyệt đối, đầy con đường đi, trở lại con đường đi niết bàn, liên quan với câu hỏi của một người hành giả phải trả lời như thế nào. Kính bạch sư, con thành kính tri ân sư và BC B BTC là gì? Ban tổ chức viên tắc nhiều à. Con thật biết ơn, con xin được trình pháp với ngài như sau. Hai chấm. Bạch ngài, tâm là quan cư sĩ, đệ tử của sư Phước Nhân chùa Giác Vàng, con có được đảnh lễ và trình pháp với ngài ở nhà cô Hằng, quận 7, Hồ Chí Minh, đợt vừa rồi ngài về Việt Nam ạ. Con tiếp tục hành thiền, khi ngồi thiền con thấy một phong sẽ hút vào mạng xương của con cà giật ngẹn ngẹn ở trên cổ, tâm vừa ghi nhận thì điểm ngẹn ngẹn biến mất, toàn thân con như một dòng suối mát mẻ mà bất cứ cái gì sanh khởi con cũng thấy bị cuốn vào dòng suối mát mẻ đó. Cơn đau ở chân, những ô nhiễm phiền não sinh khởi cũng bị hút mạnh vào dòng suối mát mẻ. Con cảm giác chúng như viên ngọc suối được ném vào nước, chúng bị tan vào nước mà không còn dao dịch. Hai, phải lạc tràn đầy thân con, tâm con, nhân điểm hút phần xẹp ở mạng xương lại rất đau rát, miệng con cũng bị hút vào bên trong rất đau rát. Tâm con vẫn tiếp tục ghi nhận mọi sinh hoạt hoạt động diễn ra bên trong con. Ba, bây giờ con ngồi thiền con thấy hai chấm, điểm hút phần xẹp ở mạng xương nó lạ lắm ạ. Nó không phải là phầm, là xẹp nữa. Con chỉ biết là có đang ở vào ra, đang thở vào ra. Bây giờ phong xẹp
tục để mắt rồi. Bây giờ thấy trở lại, chỗ đó trở lại, phòng xẹp mắt. Bây giờ thở vào, thở ra. Thở cũng là tục đấy. Vào ra là hai danh từ khác. Vào, ra, ra. Vào ra, hai chữ khác. Vào như vậy, ra như vậy. Đây, hành giả đang kinh nghiệm. Không còn thấy phần xẹp nữa. Tục để mất rồi, bụng mất rồi. À, mà ở đó có một tiến trình vi tế. À, nó xoáy như một cơn lốc. Các hạt nhỏ li ti mạnh như cám đang xoáy tròn như cơn lốc. Nó xoáy như một cơn lốc, một hạt nhỏ li ti mạnh như cám đang xoáy tròn như cơn lốc. Đây bắt đầu tiền tai với kinh nghiệm. Cơn lốc như vậy, li ti không phải là bệnh, không phải là bệnh. Này, để tìm hiểu, có lúc nó dính chặt cứng, có lúc nó lỏng đặc quên như thủy ngân biến chuyển, có lúc nó nóng rực lên, và có lúc hạt nhỏ li ti xoắn vào nhau nên cảm giác đào ra ở đó. Đây, đây nói về cái cảm giác. Hai tay con dính chặt vào nhau, ở đó các hạt nhỏ li ti cũng đang xoáy như một cơn lốc. Có lúc nhẹ bỗng nâng cả hai tay lên. Đây là bắt đầu uyển chuyển của tứ đại. Nào là cứng, nào là mềm, nào liên tương. Nếu nói là cứng là mềm thuộc về đất, và có nói về nóng là lạnh thuộc về lửa. Đây vô ở trong tứ đại. Nhẹ, nếu mà nói nhẹ bỗng nấc lên hai tay lên, đây là đặc tính của gió. Ở hai vai con cũng thấy xoay như cơn lốc. Rồi kế tiếp con thấy trong cơn đau, các hạt nhỏ li ti chạy lên, dần rồi chạy xuống, dần rồi chạy lên. Cứ vậy và tiến trình dần ra rất nhanh, chạy lên, chạy xuống, đặc tính của phần đại. Bây giờ con thấy đau mà không phải đau, phần xẹp mà không phải phần xẹp. Sắc tức thì không, không thức sắc, sao thâu tiểu đầy. Không phải cái này, không phải. Nói như vậy. Đó là trong kinh. Các hiện tượng sinh khởi lên, tâm con ghi nhận, xuyên thấu đối tượng. Nó làm cho con cảm thấy như quá vỡ hết mọi chế định. Chế định là tục đế đó. Khái niệm từ trước tới giờ. Có lúc điểm hút phòng xẹp trở lên rỗng không, các hạt li ti chạy lên chạy xuống trong rỗng không, rồi toàn thân con tan biến, chỉ còn lại những khối li ti đang lơ lửng ở trong một không gian bao la rộng lớn. Đây là một cái giải thích gọi là sắc bất ly hay là tổng hợp sắc. Sắc bất ly nghĩa là đất nước lửa gió, cứng mềm nóng lạnh, dính hút chuyển động, và sắc hương vị và diệm tố. Tám thần này nó hợp lại gọi là sắc bất ly, luôn luôn là thay đổi. Khoa học bây giờ nó tìm ra gọi là hạt nhân hay là nguyên tử. Con thấy rất lạ, có lúc toàn thân con như một khối thủy ngân, tinh thể lỏng vậy. Khi đó phiền não, nhưng ký ức hồi nhỏ của con à tới, nhưng chúng tự động bị đẩy ra, vỡ tan rất mạnh, tâm con
rất định tĩnh yên bình. Khi một âm thanh tới hay một con ruồi chạm nhẹ trên tay con thấy ở bên trong thân có một khối hạt li ti nó rung lên. Ở trong một cái thế giới thành là một tầng hợp sắc hết, không còn cái gì. Và đây tâm con vẫn nằm yên trên điểm hút phòng xẹp đã tục đến để giải thích. Khi có đề mục phụ nổi trội trên thân, con thấy ngay tác ý dẫn tâm đến đề mục phụ nói bật hơn và quan sát xuyên thấu. Thấy yên ổn rồi, tác ý tự động dẫn tâm trở về điểm phòng xẹp ngay. Con thấy rất rõ tác ý hướng tâm. Từ trước tới giờ con không được học kinh điển hay đọc sách vở thiền, nhưng khi được sư phụ Phước Nhân hướng dẫn hành thiền, con thấy cuộc đời con trở nên ý nghĩa và con mới biết có con đường giải thoát khỏi đau khổ. Nhưng khi thực hành thấy nhiều điều kỳ lạ bên trong thân này xảy ra, nên con biết con vẫn còn hoài nghi. Mong Ngài chỉ dạy thêm cho con để con có được đức tin bất thối vào con đường này. Con thành kính biết ơn Ngài. Hồi nãy tới giờ nói về sắc pháp không, con rất lai không danh pháp, con một cái thấy gì ơi, hay còn hoài nghi hết ngày nè. Ngài chỉ dạy, ôi Đức Phật dạy, nào là quán thân, nào quán thọ, nào quán tâm, quán pháp. Quán pháp như này, tham sinh lên, biết tham sinh lên, sân sinh lên, hôn trầm, không được, hoài nghi đây. Hoài nghi, làm sao? Ôi, hoài nghi hả? Hoài nghi. Rồi chấm dứt đó, không, hoài nghi. Thường không, nếu vài nghi trở thành li ti thì nó trở thành là gì? Lục căn, lục trần nó tiến tới rồi. Đó là quan pháp. Nhãn xứ, nhị xứ, tỳ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ bắt đầu tiến tới rồi. Rồi cái gì? Thôi thất giác chi, nào là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, hòa tinh giác chi, hỷ giác chi, định do tình đắc chi, định do xa giác chi, rồi trên tối đó cứ niệm. Đây là con đường bát chánh đạo, con đường cô bậc thanh nhân đang đi trên con đường này. Làm sao tiếp tục đi bằng chân niệm, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Bây giờ tới thời giờ ngồi thiền đi, đối nhau mà đi, còn bao nhiêu giờ? Bà chọc vì muốn cúng dường một chữ giác ngộ trong mùa vi sát, thầy cúng dường bằng cách hành đạo lý thuyết để giải thích vừa, còn thiếu gì? Còn thiếu thực hành. Này tuệ phát sanh do sự thực hành, bây giờ niệm thân niệm biết hết, còn hoài nghi tấm niệm tấm hoài nghi hãy coi nè, tâm nó trả lời như thế nào. Vậy đó, nó còn ôm dưới cái bài nghi đó, hay là nó bẻ tan, hay giống như là li ti, giống như là tứ đại, hay như thế nào, để chánh niệm trả lời quý vị. Như vậy mời quý vị trả lời chánh niệm, để chánh niệm trả lời, vì niệm trả lời sự tỉnh thức, và khi tỉnh thức mới là chánh tư duy chánh kiến. Đó là phần quả của sự tu niệm mà công dân Đức Bổn Sư trong mùa lễ Vê Sát ngày hôm nay, mời quý vị trả lời với sự tu niệm.
có chánh niệm ghi nhận danh pháp thật pháp, hay biết bây giờ, hay biết thân ngồi, hay biết hơi thở, hay biết sự chuyển động, di động, mà vân vân. Khi vọng tới ghi nhận suy nghĩ nhiều quá khứ có suy nghĩ rồi trở về suy nghĩ
bất cứ suy nghĩ gì, tưởng tượng gì, quá khứ tương lai, ghi nhận bằng niệm, suy nghĩ hoặc tưởng tượng trở về với hiện tại của các pháp hữu vi, với hơi thở, với gió, với cảm giác cả toàn thân, bất cứ cảm giác gì, hai biết bây giờ qua bây giờ. Nào nhất sinh lên ở trong thân, nơi nào ghi nhận sự cảm giác khổ hoặc lạc, ghi nhận với xả ni cảm giác là cảm giác, nó là nó, vì hành giả quán thọ trên các thọ, cố gắng tinh cần niềm tình giác để chế ngự buồn lo trong cảm giác, trong cuộc đời sống với cảm giác, tham nhận để cúng dường Đức Thế Tôn bằng cách hành đạo.
ta đây bệnh tật phải mang thế nào trong thoát đáng mạnh lành. Ta đây sự cho ta sẵn dành thế nào trong thoát kiếp sanh mạng kỳ. Ta đây phải chịu phân lì nhân vật quỷ mến ta đi biết mà. Ta đi với nghiệp của ta hiểu cho tốt và sâu tạo ra tâm mình. Theo ta nhờ bóng theo hình ta thọ và ba phân minh có trở thành. Khi tuệ quang chiếu ta thường cả cả hành vốn dĩ vô thường xưa nay thoát cả ly phiền não đọa đài là thanh tịnh đạo ai à ra ai cho quên. Khi tuệ quang chư ta thường các hành vốn dễ đau thương khổ nàng mẹ ca lê phiền não chán nhằm là thân tịnh đạo nếu ca bàn tìm bao. Khi tuệ quang chư ta thường các pháp vô ngã chẳng thường là ta thoát cả lư phiền não ác ta là thân tịnh đạo chẳng xa lối về. Thu lần hai hướng cầu các đấng chư thiên trong vòng tinh xa nữ yên hàng ngày nữ nơi đền tha xưa nay những nơi biệt thân nơi cây bồ đề chúng con xin hồi hộp về sẽ dùng pháp khi tìm về cúng dân rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn não phương hằng hà xa tỳ cô chăm luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu thiện nam tinh nữ công phu đều là thi chủ đồng phù trợ nhân. Nhân người trong khắp thôn lân đều cư châu quận được phần an cương chúng sanh muôn loài không lường non thai thắm qua khi lương pháp lần giải thoát pháp bảo nên hành đăng mà dứt khổ phiền quanh đọa đầy cầu cho hưng thành lâu dài phá phiền trí chân các ngài mở mang Phật tu xin được bình an cầu cho tương
Để chúng con tri ân bằng pháp thoại của Ngài. Và chúng con sẽ tiếp tục tu tập trong khóa thiền 10 ngày để cúng dường đến Đức Phật và Pháp Tăng, cũng như nhân dịp sẽ cúng dường đến Ngài, để cúng dường phước báo tu tập của Ngài. Chúc Ngài luôn nhiều sức khỏe và an vui. Và bây giờ thì theo như chương trình là chúng ta sẽ đi kinh hành. Và đây sư sẽ thông dịch sơ qua tiếng Anh, nếu mà quý Phật tử có những việc có muốn nghe. Now we will have the short translation of the Sayadaw Dhamma talk this morning. Sayadaw said that this morning when we take the precept, chưa thấy có cô Ly Lê Phương muốn có giơ tay. Dạ, sư cũng xin nói là tại vì trong khóa thiền của Ngài, khi mà Ngài thuyết pháp không có ai nghe, Ngài khó nghe đó, cho nên nhiều khi mình hạn chế mình trực tiếp nói chuyện. Nếu mà có thắc mắc gì đó, mình viết cái thơ, viết cái đô email tới Santisupa, thì khi đó sẽ chuyển qua đến Ngài, Ngài sẽ đọc và Ngài sẽ dạy cho mình những cái câu hỏi gì là tốt nhất. Bởi vì thấy có cô Lê Phương giơ tay. I'm sorry, coming back to the translations. Actually, before translation, if you have any questions for the interview or any questions for the practice, the best way is to write to the Gmail of the organizer, santis.stupa@gmail.com, and then the organizer will forward to Sayadaw so that he can answer your questions. Sayadaw said that this morning everyone took the precept, the yogi took the precept, the 5 and on the 8 precept for those staying at home. So when we take the precept, we already have the intention to restrain from unwholesome actions and speech. So that means that once we took the precept, then our action is pure. We do not commit killing, stealing, sexual misconduct, lying, etc. And so that is restraining to stay away from unwholesome deeds. And then the next thing is to practice for the mind to let go. The mind should be practiced to be purified. And when the mind is purified, when it understands the nature, then it can let go. It does not attach to anything. Because you see the nature of impermanent suffering and known self, then it will be free. So that's what we're practicing. After we take the precept, then we practice vipassana, the 4 foundations of mindfulness, to gain the wisdom to let go, to not attach. And with the practice, then we can offer to the Buddha on this special occasions of the Vesak, which is the 3 occasions again that the Buddha Sakya was born, the day the Buddha become enlightened, and then the day the Buddha enter Nibbana. So we can offer with our practice, with our pure action, speech, and mind. And as we practice, we need the power of the mind. We need to have the power so that we can continue to practice the purity of mind. And these mental power, they are the faith. First of all, we need the faith in the practice. If we don't have faith in practice, then we won't put effort into the practice. There will be doubt about the practice. So first of all, we read about the practice, we learn about the practice, we came to the retreat here, we listen to the Sayadaw Dhamma talk, then we gain a certain faith in the practice, faith in the Buddha as a doctor, as a great doctor. And the Buddha gave us a great medicine. And with this medicine, then we can clear our mind. We can get rid of the defilement within our mind. So that's what we have the medicine. We have to take the medicine. So with that belief, believe in ourselves, believe in the teacher,
believe in the method, then we put effort into our practice. And if we put it into our practice, and we believe that we will get to enlightenment just the way the Buddha did. The Buddha walked on the same path, and we are following the same path. So we will get to the same destination that the Buddha arrived. And because of faith, then we start taking precept. We understand that we need to keep our precept as the foundation. So faith need to keeping our precept, and with an effort to keep our precept. And with faith, then there is the effort to keep the precept, the effort to practice, the effort to be mindful all the time. And then to be mindful all the time is also one of the mental power. And then with the mindfulness, constantly, every moment, every action that we do, then we will gain the mind, the concentration. Every moment concentration is momentary concentration. And then when momentary concentration continue one after another, become very strong, then wisdom arises. So these are the five mental factors, mental power that we can gain, and we need also as we practicing, as we walk on this path. So those are the faith, effort, mindfulness, concentration, and wisdom. And these, they need to be balanced. And mindfulness by itself will help to gain the balance of these five power. So mindfulness in the middle, we need to put as much as possible, as much mindfulness as possible, then we can gain all these five factors in a balanced way. When we practice, the mind always stay with the body. Where the body is, there's the mind. So first, the body is very, the action is coarse, so that we can see it clearly. Then we aim the mind to the object, and then we will see that at that moment, there is mind and body. There's the object and the noting mind. So we practice to observe all the four postures, sitting, standing, walking, laying down. Whatever we do, we try to observe. And then also the many activities within the day. At home, there are many activities that we do at home. So we try to apply mindfulness to that. Like when you cook, when you eat, when we drink, when we stretching our hand, when we, even when we closing or opening our eyes, try to aware that every moment there is the movement, there's the object, and the noting mind. And then before that, there even the intention. If you can know the intention before we do something, that's even better. So that helps us as we do everything at home to have the moment to be mindful, to observe everything that arises. The Sato said that we live with food. To live, we need food. But then we live also because of what we call condition phenomena, such as breathing in, breathing out. Without breathing in, breathing out, we will not live. So, but most of the time, we are not aware of this. So when we practice meditation, we are aware more of the nature of breathing in, breathing out, the wind nature within our body, such as rising movement, falling movement, and how they are constantly changing. There was a question sent to Sato, and he read the questions. There's a yogi from Vietnam. She practiced with Sato, and she found these experience through her practice. She said that when she observed the rising and falling movement, she felt the flow of movement up and down. And it moved like a, well, at first it felt like there is something stuck in her throat. So that there was not, it's not smooth. But as she observing it, then she see that it disappeared. And when that disappeared, then everything seemed to flow very smoothly.
and the flowing with the feeling of coolness, freshness. She can see that the rising and falling movement seem to be arising at the backbone. And as she continued to note them, sometimes she does not see the rising and falling anymore. At that moment, she sees everything become very subtle, almost like sand, different sand, and they are just turning and twisting all around, very subtle objects arising and disappear. And these sand, these small objects seem to be sticking together also. Sometimes she can aware of the sensation of pain at that time at the place where the rising problem is, or the hardness. And within the pain itself, she also felt a small entity, just movement, moving up and down, turning, twisting. But these are small entities that she can see. And sometimes continue to noting the pain, she see that pain is just pain. Actually, she said pain is, it's like almost there's no pain because it just is. She can see it as it is. So she was not distracted by the pain. And she see that every object keep on arising and disappearing very fast. She also see that there is the intention to aim the mind to the currently arising object. So whatever currently arising object, she see that there is the intention to aim the mind to observe that object. And she see that this is, she hasn't practiced for a long time, but now that she started to practice, she see that the experience with the practice is really, it's like a joyful discovery of her body and mind. Every time she sit, she can see new experience, and that makes her very happy. But still, one question that she had is that through all this experience, she still had doubt about the practice, whether it's really going to lead her to the enlightenment. So she asked Sayadaw if he can help her understand how to overcome this doubt so that she can have this unwavering faith in the practice. Right now, she has faith, but it's not unwavering. So she would like to understand how to gain this unwavering faith, the total faith in the practice. So the Sayadaw answer that through her experience, she was able to see the changing nature of the body, the changing nature of the feeling. Her mind, she can see the changing nature. So now what she should do is observing the Dhamma. We are practicing the four foundations of mindfulness. We observe the body, the feeling, the consciousness, and the Dhamma. So Dhamma is the last category, and she can observe that. Within Dhamma is very broad. Dhamma is a combination of everything, body and mind. So through the sixth sense door, everything arises through the sixth sense door, we have to observe. And within Dhamma, we also have doubt. So there's doubt, there is the sensual pleasure, there's the anger, there is the restlessness, there is a slow and trouble, and there's doubt. So those are the five hindrances that part of the Dhamma category that we need to observe. So that means that when doubt arises, she just have to keep continuing to note them. And that is part of her Dhamma. If you note them, then she can also be aware that in part of Dhamma, there's whatever arises through the sixth sense door, seeing, hearing, tasting, touching, thinking. Whatever arises through the sixth sense door now, we can begin to aware. Not just the body, not just the feeling, not just the consciousness, everything arises through the sixth sense door. We begin to see how they arise and disappear quickly. And then she can begin to understand the seven enlightenment factor. This is also part of Dhamma. And by doing this, then she everyone is continuing to walk on this Eightfold Noble Path.
which is sila, samadhi and panya, is morality, concentration and wisdom. So we should keep going and without and then when doubt arises, just note that. It's just to be noted to see doubt is a phenomenon that arises and also disappears. So the practice here is to be mindful of whatever arising without analyzing, without thinking about the objects. We note them to see their nature, that everything is impermanent, they arise and disappear, and they are dissatisfactory, so they are suffering, and we have no control over them. And so they are non-self. So that's when the Sadhuan Yi, the sitting meditation, and again, during the sitting, while leading the meditation, Sadhuan instruct that the yogi, when sitting, we aim the mind to the primary object, the first object, which is the rising and falling movement, and then observe that closely. And then while we're observing the rising and falling movement, whatever arises as secondary object are to be noted. This including doubt, which the yogi has, which is including thinking, planning, imagining, joy, sadness, sleepiness, or any kind of feeling that may arise, pain, itchiness, tension, tickling sensation. Everything that arises, we begin to see more and more. Even though the object may become subtle, but the mind continues to see and aware without missing. And then we see everything arise and disappear, and then we aim the mind back to rising and falling again, rising and falling movement as our home object, and then continue to note that. So that's where we end with the practice, and then settle with chant. The chanting in Bali that we usually chant in the morning, and then so wish that we all practice well. So for us, and then for other people around us, and then in the end, we can all offer our practice to the Buddha on this special 10-day meditation retreat. Thank you very much. Now we will continue with our practice with the welcome meditation. Thank you. Dạ, sư xin hỏi là bây giờ thật ra nó cái thời này nó sẽ có thay đổi. Thời này thật ra là ngồi thiền, nhưng mà bởi vì chúng ta mới nghe pháp thoại xong, cho nên chúng ta có thể đi kinh hành nửa tiếng. Sau đó thì chúng ta ngồi thiền nửa tiếng còn lại. Thì như vậy thì cái thời xa chúng ta sẽ đi kinh hành. Dạ, cho nên bây giờ thì chúng ta có thể đi kinh hành, và sau đó chúng ta trở về ngồi, và sau đó thì cái thời kế tiếp là đi kinh hành. Dạ. This period, there's a little change. It said that we are sitting, but we just sat through the Dhamma talk, so we can do 30 minutes of walking meditation, and then 30 minutes of sitting, and then continue next period with the walking meditation. Thank you.